Vâng, và lời nói đầu tiên cho mình thay mặt công ty Đường Mai Đô Vi xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị và các bạn. Thì như ngày hôm nay, theo một cái số nhu cầu của anh em, rất là nhiều nhu cầu của anh em đã gọi điện thoại về công ty Đường Mai Đô Vi của chúng tôi, nói rằng set up cho các bạn một cái dàn karaoke gia đình nho nhỏ nhưng mà lại chơi rất chứ không rất là ok. Thì ngày hôm nay thì bên công ty Điện Máy Ruby của chúng tôi xin đáp ứng nhu cầu của quý vị và các bạn. Trước hết mình xin giới thiệu qua cái dàn karaoke gia đình gồm có những cái gì. Vâng, và như trước mặt các bạn ta được thấy, đây là một cái dàn karaoke gia đình, nói chung là rất là chi là VIP. Thì mình xin nói sơ qua tổng thể của cái dàn như thế nào, và mình giới thiệu những cái món là mình sẽ bán, và những cái món nào mà mình không có giới thiệu tới thì các bạn đừng có thèm để tới làm gì. Thứ nhất, đây là một cái cặp loa phương mặt 30, hàng này là hàng nhập nguyên đa nguyên thùng về luôn nha mọi người, hàng nhập luôn nha. Thứ nhất, một cặp loa phương mặt 30, hàng nhập. Kế tiếp là một cái con micro Shure UGX10 hai la mã. Tiếp theo đây là con Vaso JBL X6. Tiếp tục là cái con cục đẩy men công suất nguồn xung 2 kinh RB7900. Thì về bên cái cấu hình này, các bạn thấy không? Cái con men rất là mỏng. Vaso, ba thứ nó đều bằng nhau. Cái này rất là tiện lợi cho là những nhà nào mà cái học tủ của các bạn nó nhỏ, các bạn để vào vẫn rất là hợp. Thì như hiện tại là mình đã canh chỉnh và set up xong hết cái con Vaso này rồi. Cái như hiện tại các bạn đã được thấy mình đứng rất là gần và mình nói không có hú. Hú thì mình phải có hú nha. Này, cho các bạn nghe hú nè. Nhưng mà ở một mức độ nào đó thì nó sẽ không hú, chứ không phải là hú không hú hết hoàn toàn. Hú hết hoàn toàn là nó sẽ không hay, nhưng mà chỉ có một mức độ thôi nha. Hú nè. Dần tí nữa. Đấy, vẫn hú nha các bạn, nhưng mà mức độ nào đó thôi. Đây, mọi thứ đây, đi ngang qua đi về. Nhưng mà muốn hú là có hú, thế thôi, đơn giản như vậy nha. Và như hiện tại là mình đang nói trực tiếp trên cái dàn âm thanh như vậy. Với một cái bộ cấu hình dàn âm thanh như vậy, bên công ty Điện Máy Ruby của chúng tôi lên cho các bạn, và anh em sử dụng ở gia đình rất chi là được. Thì nói chung là mình cũng vui vẻ, cuối tuần bạn bè về chơi. Đầu tư cái dàn này, tổng cộng thiệt hại hết 21.500.000. Và bên công ty Điện Máy Ruby của chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển cho các bạn ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, với một cái chi phí đầu tư cho các bạn là chỉ có 21.500.000 đồng. Rất chi là gọn nhẹ, các bạn đầu tư đi. Và cái chế độ bảo hành của bên công ty Điện Máy Ruby của chúng tôi bảo hành tổng thể của cái dàn này cho các bạn là 1 năm. Và tất cả các dây kết nối thiết bị lại với nhau chúng tôi tặng hoàn toàn miễn phí cho các bạn, miễn phí vận chuyển tới tận nhà cho các bạn trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn như anh em ở xa, khu vực ở xa thì bên chúng tôi set up xong xuôi, chúng tôi sẽ đóng gói và chúng tôi sẽ gửi. Một là theo đường trần xe, hai là theo đường vận chuyển của Viettel. Ok các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ test nhạc một chút xíu, nhạc sôi động và một bài chuyện tình, và mình sẽ hát karaoke ở trên cái dàn này. We'll be right back.
Chữ tình và một cái bài nhạc bay đã, thì cái chức âm của về bên khi mình nghe nhạc cũng rất là ok, tiếng bass rất là mạnh, rất là uy lực nha, trên cái dòng đôi loa bên công ty điều máy Ruby của chúng tôi nhập về với cái thằng này là Phung Mặc 30. Và bây giờ mình xin hát một bài và mình sẽ mời một ca sĩ mình luôn. Vậy thì mình hôm nay là mình kỷ niệm ngày cưới của vợ mình, hát cái bài Đêm Định Mệnh của vợ mình. Mình với vợ mình là Đêm Định Mệnh. Và 4 năm sau thì vợ rất là sáng nha mọi người, rất là sáng luôn. Trong cơn say anh đi ngày chung tim đau con tim, con tim say chỉ muốn dù ta đã là hai kẻ xa lạ. Trong cơn say ta đến cho qua đi những tháng năm cô đơn, con tim say chỉ muốn yêu thương dù ta và em là hai kẻ xa lạ. Nào ở đó một lần là đủ, chỉ một lời mà mãi không. Nào ở đó một lần đã thank you.
suốt đời mặc niệm mãi không. Nằm ở đâu một lần đã cho nhau là chân trời ta mong sau nhớ. Thì anh em quan tâm về những cái dàn karaoke gia đình như vậy thì anh em có thể liên hệ với chúng tôi qua những cái số điện thoại ở trên màn hình quý vị và các bạn. Khi đó thì bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn được biết rõ hơn. Thì đây, hoặc là anh em muốn trải nghiệm thực tế hơn thì anh em có thể là đến cái địa chỉ 16A cây keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để mình trải nghiệm thực tế hơn. Vâng, em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.